Mà giờ Việt Nam thì nghe nói mấy cái này nó cũng thường rồi chú ơi ha. Mà Việt Nam đâu có Việt Nam mấy cái cũng có những cái thùng điện gì rồi phải không, nó cũng có nhưng mà nghe nó cũng văn minh lắm, nhất là ở quê thì nói ở Sài Gòn giờ cũng văn minh đó. Giờ thưa quý vị, tà lạnh cũng tà nghiệp với em, thử điện giờ này là xuống sửa điện, chắc là hai cái dây điện nó bị nó bên ngoài chứ không phải bên trong, thưa chú. Nay chú tụ nói tôi cảm ơn chú tụ nghe chú tụ, nhưng mà bây giờ mấy anh điện lực nó xuống nó chắc là nó bên dây bên ngoài, nó nghĩa là nó cho hai dây nên ra cái gì hai pha à. ba pha giờ nó có hai bước, có hai pha còn một pha nó không có bước pha nó. Rồi chắc là ông đang ông hối quá rồi, thật ra họ xuống họ làm cũng tội, tối mà họ xuống họ làm thấy cũng tội nghiệp, cũng quan hỷ. Tối nay khí hậu rất là tốt, giờ này thì nó ngày nay ngày mai nó ấm, năm nay sao khí hậu nó thay đổi nhiều cái kỳ cục quá, nó muốn lạnh thì nó lạnh dữ mà nó muốn ấm ấm thôi, giờ cái khí hậu nó không có, mình không có thể nói được gì hết trơn. Cơ thể địa mà có một người mà họ tự điều khiển hết, họ làm rất hay. Ủa tôi đứng ngoài tôi kêu rồi chú nghe không? Kêu ở ngoài, kêu trong phòng nghe không? Tôi đứng ngoài sân trong phòng tôi kêu chú nghe, nghe theo nghe gian dạng ấy hả? Chứ ông còn đang nói được vài câu với tôi nói gì, ông gõ cửa, tôi đang nói chuyện với ông thầy kia mà ông gõ cửa tôi trời, chứ tôi run luôn tôi trời, không lẽ ông tha đóng cửa cửa vụ điện cúp nữa, tôi nói bộ đóng lẽ ông tha gõ cửa, tôi lại đang nói chuyện điện thoại mà tôi ai đó nó tối tôi đâu dám mở cửa đâu, nhiều khi không có ai thì tôi dán cái màn thám ai, khi tôi mở cửa ra chứ mình cũng nói chứ mình cũng Mỹ thì đâu có vụ mà tối ai mở cửa cửa mình được, chỉ trừ là Phật tử, mà Phật tử thì hỏi ai, mà tôi đã giao rồi, ai mà tới thăm tôi buổi quá 6 giờ là phải gọi trước, bị mình sống đúng luật Mỹ không, ai tới thăm nó phải gọi, chứ còn không gọi tôi không tiếp, mà tôi nói thẳng không phải là gì, tại vì tôi có một mình, thành ra ông gõ cửa hoài. Rồi tôi hết hồn, tôi mở ra tôi thấy bà mình nó thiệt ở bên đây 10 năm rồi mà vẫn ám ảnh Việt Nam, cứ như hồi xưa mà được cái nửa đêm nó xét tạm giác tạm trú cho nhớ không, tôi ở tôi 10 năm rồi không từng mất cái Việt Nam mà cái nhớ cái cảnh tượng tôi ở chết cha, mà nhớ bên Mỹ này cảnh sát buổi tối đâu có quyền gọi cứ ai trừ khi có lệnh của tòa án, nó hay là mình không có quyền, mà không ai có thằng cảnh sát nào có quyền gõ cửa mình ban đêm. Từ khi có lệnh của tòa án mà mình làm, mà đâu phải tòa án nó muốn ra giấy cho cảnh sát lại gõ cửa ra đâu, cười tôi đó. Nó bắt mình mà mình đừng có ra khỏi nhà, cái nó kêu mình ra mình đi ra cái nó bắt mình luôn, nhưng mà nó không dám vô nha, không dám vô. Cái tôi dòm ra tôi đâu dám mở cửa, cái tôi dòm ra tôi thấy cái xe điện lực, mình không biết luật á, mình đi ra khỏi nhà nó bắt mình luôn. Nó bắt là gian, nó bắt chứ không phải một cảnh sát bắt. Còn ở trong nhà nó không có dám bắt, đứng trong nhà nó không dám vô bắt mình, nhưng mà nó dụ dụ mình đi ra khỏi nhà nó bắt mình. Cười tôi ủa tự nhiên có cửa thấy ông Mỹ hết hồn, nhưng mà tôi phải dòm, tôi có giáo tôi dán mà tôi coi cái tôi mới thấy cái xe điện lực nữa, rồi tôi lần đầu tôi chạy đó tôi đâu dám cho ông vô, nói tôi cũng dè dặt nữa phải chạy hú chú tôi mới mở cửa đây đó chứ. Chứ tôi đứng trong. Vậy là lúc tôi ra là thầy mới mở cửa hả? Chứ hôm nay ông gõ đâu mà hả? Không mà. Đâu biết ta tối rồi. Được cái bẩm Mỹ, được cái tự do rồi, được cái rõ ràng ha.
mình muốn tiếp thì không tiếp thì mình không có quyền, nhưng mà cũng gõ hoài, làm gõ hoài mình giật mình chứ chứ không gõ. Mà lấy cái cửa này ông sao tội nghiệp ông gõ cái này không được, mới gõ đây đi vô. Mà tại tôi không, tại vì cái ông có đi vô không? Đứng đây nè, đứng đây. Ông đứng đây, ông gõ đây hả? Dạ, yeah. Ông gõ đây không được. Rồi thấy ông ấy, tôi, yeah. Tao mở cửa tôi mới chép lại camera đó. Vậy là ông biết mở cửa này hả? Không, tôi, đúng là ông gõ hoài không được, mới mò lên nè. Tôi mới chép lại camera. Tôi mới coi ai, tôi mới lật đầu tôi vô, tôi chép liền trong cái laptop, trong cái điện thoại. Cái ấy, còn bị tôi kẹt, tôi đang nói chuyện điện thoại mà. Cái tôi mới thấy ông người Mỹ, tôi lật đặt ra, tôi mà tôi không biết nói tiếng gì hết trơn, khổ ghê. Ở Mỹ kìa, học cái tiếng Anh nó khổ thiệt chứ. Ngồi chỗ điều khiển, lên xuống. Không phải trời, giống y như Đà Lạt à chú Thanh ha. Điều này thật sự là... Hả? Vậy là vừa, vậy khỏi bắt máy lạnh, máy nóng gì trơn. Nhưng mà tôi cô đơn mình. Hả? Mình cởi áo rồi đó. Ngộ ha. Bên đây làm gì cũng là mặc áo bảo hộ hả? Hay cái chỗ là cái việc đó. Dạ. Đúng đó, cái gì cũng mặc áo bảo hộ hết trơn. Ông hỏi đi, tao không biết gì. Tìm được nguyên do không hả? Cây cối mùa này nó sơ sát hết trơn. Không có là nó sửa rồi. Ờ, ok. Nó nói thì nó nóng cái nó khu nó dạ điện đó. Đúng rồi, rồi xuống. Dần cái nó khu đau, rồi xong cái nó lại. Nó lại như vậy đó mày. Rồi giờ lại yên ổn ngủ rồi nè. Dạ. Ê nè, ông nhỏ một hai cái đèn này nè ông Thanh, này đâu rồi đâu rồi. Ủa, có đèn này sao nó tắt luôn rồi? Đèn ra sao để cho nó sáng cái đường thì đèn giống như đèn này ha. Không nè nè. Vậy nó sáng này đó nè. Đây nó cần đâu. Nó gắn rồi đó. Nó sáng cháy được gần sáng luôn á. Ông đi cái này chứ cái đó phá cửa rồi mà. Thôi, chú ra sao ngủ ngon nghe. Phía sáng đi làm. Yên làm mà nó không lo điện đài nữa. Trời tối nay trời rất đẹp, khí hậu rất đẹp quý vị ơi. Xe lạnh giống y như Đà Lạt. Nhưng mà rồi tuần sau nó lại thấu xương. Khi thì xe lạnh. Thấy chưa? Tối rồi. Để coi cái nào cho mặt tôi sáng ra coi. Xong rồi quý vị ơi. Xong rồi.
mừng quá. Đó. bấm cái điện thoại cho cái bóng về cái nó vẽ hình mình trái tim nào mình không hay. Họ mắt tôi không thấy đường nữa. Khổ vì cái tuổi bắt đầu nó về. Thấy chứ phải không thấy, nhưng mà nó mờ. Về già nó khổ vì thấy cái xuống bắt đầu nó cái chỗ mà ra cái bóng đèn là mất tiêu rồi. Rồi, mất tiêu rồi. Sao đây ta? Rồi cái chỗ mà có cái bóng đèn đây đó cho nó sáng ra chút. Tối nay khí trời rất đẹp quý vị ơi. Thấy Bồ Tát Quan Âm không? Tóc Quan Âm rất đẹp đó, cho quý vị sáng sáng Bồ Tát Quan Âm chút xíu kê cào lên. Nhưng mà nói chứ nó lạnh, chắc có thể lạnh hơn. Lạnh hơn là lạ. Nói thì nói vậy thôi chứ lạnh hơn là lạ. Bây giờ là nó khoảng chừng 58 độ. 58 độ trừ 32. 58 trừ 32 nó biết rồi. 32 còn lại 26 hả? 26, 26 chia 2 khoảng 13 độ, giờ nó khoảng 13 độ, độ 13 độ C, 58 độ F, độ F. Tuy vậy chứ ngồi gió nó cũng hơi lạnh lạnh nha. Chiều tôi cũng ráng tôi đi bộ, ráng giờ phải tự lo lấy mình quý vị. Nhiều khi nó cũng đau nhất lắm. Bởi vì cái mấy người mà lỡ nó để cho nó mập rồi khổ. Không ăn thì nó đói, mà ăn thì có khi nó không tiêu. Chiều nó ăn, đúng rồi là tôi không ăn cơm chiều. Tôi nếu mà chiều bữa nào mà uống thuốc thì ăn miếng cháo, không thì ăn miếng bánh ngọt hay gì đó thôi. Chứ mà nếu chiều mà ăn nữa là tối nó khó khăn dữ lắm. Chứ mình bệnh mình lo chứ ai chia sẻ cho mình được. Thành ra giờ cũng ráng. Con mình cũng ráng. Chú nãy là ông xe phòng ở 5 giờ sáng đi làm mà tới 5 giờ chiều mới về. Ông làm thợ hàng, làm tàu quân đội. Ông lớn tuổi rồi, có gia đình vợ con ở Missouri. Ủa? Ở Mississippi. Tháng sau nó riêng biệt hết trơn à. Có nhà vệ sinh nấu nhưng mà trời lạnh quá cũng tội nghiệp. Mà nó có khi ông nấu trong phòng nhỏ, còn không thì tôi có làm cái lò ga ngoài. Chào hết quý vị nghe. Cũng hơi lạnh lạnh. Quý vị comment gì tôi không có thấy đường cái. Mô Di Đà Phật. Quý vị cảm thấy không thấy chứ không phải nó không thấy thì không phải. Nhưng mà giống như nó mà thì tới cái độ tuổi này nó vậy thôi. Đi khám bệnh thì cứ bác sĩ mắc tìm không có ra, không có ra bệnh nó không có. Rồi thôi tắt cái tới tuổi này thì vậy. Cái máy chạy mấy chục năm rồi thì nó không có lỏng ốc thì cũng lỏng bù lon. Giống như
Hồi trước á, tôi nói tôi tự hào là tôi không có nhức mình, nhức chân, nhức gì hết trơn á, hăng lắm. Tới bây giờ nó đau nhất mới thấy. Rồi vậy cái bắt đầu mới thấy thương những người già. Bởi vậy cho nên bây giờ có những cái mình suy nghĩ rồi đó, khi mình tới cái tuổi nào đó đó mình mới thương những người lớn tuổi hơn mình. Vì vậy mà tôi, ai mà bệnh tật đau ốm tôi thấy thương lắm, mình cảm thông được. Cà chớn là tôi giật à. Tôi bởi vì qua khỉ tôi có tật, tôi nói thẳng cà chớn là giật à. Còn mà bệnh tật thì mình thấy thương. Đối với đạo Phật cái gì cũng vậy, mình khởi cái tình thương nó mất mát gì hết trơn á, khởi cái sự thương yêu sự. Nhưng mà lớn tuổi thì phải ra lớn tuổi nói chuyện với đàng hoàng, mình tuổi nào nó ra tuổi đó, mình đáng tuổi ông thì mình phải làm như ông, mình đáng tuổi cha chú phải đóng vai cha chú. Chứ còn mà lớn mà nói nó bậy bạ, nói không trúng là tôi giật à. Tôi thì nó thật, các huynh đệ các Phật tử hiểu tôi thẳng từ đó giờ vậy đó. Sống đời này mình ngẩng cao đầu, không phải rồi ai nói sao mình cũng dân dân dạ dạ, nói mà nói không có đạo đức, không có chân lý á, tôi không nghe đâu. Tính tôi vậy đó. Lạnh, đi vô nhà. Hơi lạnh nghe, hơi lạnh. Ý là mang nó dép nó có cái quai hay sao, cái mỗi lần cởi ra nó cực. Mang cái gai cái cực á, mày gì phải cẩn thận. Tối là nhà tôi con kiến vô không lọt á, vậy mặn chuột cái lâu nó chung vô. Thế còn đó, nãy lại mình vén cái màn mình coi. Đôi lúc nào đèn Phật, đèn tổ tối mới tắt. Tối mình tắt sợ khi nó biết đâu nay cái nó bể vậy đó, cho nên hả tối tụng kinh xong là tắt, chỉ để đèn điện vậy thôi. Chứ còn đèn cày là tối tôi tắt hết à. Có nhiều khi mình để nó rỡ nó cháy biết bao nhiêu chùa, nó cháy vì cái đèn cày rồi, cho nên tối là tắt. Một cái nhà nhỏ xinh xinh. Rồi, điện đài đầy đủ rồi, không có lo gì nữa hết trơn. Chiều hái được mấy trái khổ qua đó nè. Hôm nay có trái khổ qua ăn. Hôm trước qua hết rồi, giờ hết mùa rồi. Xê xê ngủ chứ con. Nghe sư phụ xuống á, ra chào sư phụ hả? Trời ơi, mới giờ mà tái rồi á hả? Đắp mền nghe, thôi con vô sư phụ đắp mền cho ngủ nghe con. Sư phụ đắp mền ngủ ngon nghe, xê ngủ ngon nghe không? Sư phụ đắp mền cho xê ngủ nghe. Dạ, yeah, ok. Đó, trùm luôn nghe. À, trùm luôn. Rồi, làm sao ngủ ngon. Xê ngủ ngon nghe không? Nghe sư phụ suốt chạy đó thăm á sư phụ. Là cái đầu đem mấy cái cây vô nhà. Cây vô nhà xả rồi phải đem vô nhà vậy nè quý vị. Còn Ấn xà sao rồi? Nay chưa lạnh mấy ha. Ngày mai sư phụ mặc áo trở lại cho. Thấy không? Ấn xà ngủ đi nghe không? Nghe không? Hãy không có chung lên, không có chung lên. Ê sao ngủ đi, không có chung lên. Thôi, nè, sư phụ đẩy lên cái kẹt nè. Kẹt nè. Ngủ đi.
Người ta sướng không? Người ta sướng hả sư phụ? Có đầy đủ luôn hả sư phụ? Đúng rồi. Người ta sướng hả sư phụ? Thấy không? Người ta sướng hả sư phụ? Thôi, 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 thôi mà. Đừng có leo lên. Chứ nhớ lời sư phụ này, sư phụ. Sư phụ gãy đầu cho con ngủ nghe không? Rồi. Cho cái ốc nó bình tĩnh ngủ nghe. Đó. Cưng thì thôi chứ. Cưng thì xà thì thôi chứ. Đâu phải sư phụ cưng xê xê không đâu. Ê xà là sư phụ cưng dữ lắm á. Nghe không con? Rồi. Sư phụ bắt xa cho con ngủ nghe không? Đi ngủ đây nè. Chung chung xuống. Chung xuống. Ê xà, chỉ có xà còn nhỏ, xà lý lắc thôi sư phụ ơi. Ê xà cưng, xà xương sư phụ lắm á. Sư phụ mà đi ra trước là xà chạy theo giữ, giữ sư phụ liền đó. Xà đâu có bỏ sư phụ đâu. Ôi. Mai sư phụ, mai sư phụ cho con ăn hột gà nghe không? Hôm nay sư phụ không có mua, hồi chiều sư phụ có mua rồi. Mai sư phụ cho con ăn nghe. Chứ mai sư phụ nấu cơm cho con ăn. Mấy nay sư phụ không ăn cơm nghe không? Nghe không? Rồi, chung suốt, chung suốt. Chung suốt, chung suốt cho hồ đèn lại cái cửa xuống nè. Rồi, nghe không? Ngủ đi. Nó cũng ngoan lắm, cũng tội nghiệp, bởi vì mình nuôi nó mình thương nó thì cái nghiệp nó mới thành con vật. Nó nhiều khi đánh nó mà mình không dám đánh nữa, sợ nó đau tội nghiệp đó. Nó là con vật mà. Thôi, an tâm rồi, tối nay điện đài đầy đủ rồi, không có lo chi nữa. Không có lo chi nữa. Ôi, chào quý vị nghe.